Trước mặt bác sĩ hiếm muộn, Trấn Thành nói rõ lý do chưa có con với Harry Won sau 6 năm chung sống. Mượn câu chuyện của bác sĩ hiếm muộn, Trấn Thành thể hiện quan điểm của mình về vai trò của con cái trong hôn nhân. Tập 7 Người ấy là ai vừa mới phát sóng, một bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn, Huỳnh Tiến đã bất ngờ dừng chân đầu tiên. Vì gian cố vấn cho rằng anh là màu tím LGBT. Đang nói, chàng bác sĩ này lại đã có chủ và còn dẫn bạn gái lên sân khấu. Đang nói ở chương trình, Huỳnh Tiến đã chia sẻ về câu chuyện xung quanh công việc giúp cho các cặp đôi có con. Tuy làm bác sĩ hiếm muộn, nhưng bác sĩ này lại chia sẻ một thông điệp hết sức ý nghĩa về việc con cái trong hôn nhân, cuộc sống. Trong cuộc sống có hàng ngàn, hàng vạn cái lý do để người ta hạnh phúc, chứ không phải đứa con mới là lý do chính khiến người ta hạnh phúc. Bạn bè em có nhiều người không có con, nhưng họ rất hạnh phúc. Không phải em đứng ở đây, em lan tỏa rằng có con mới hạnh phúc. Cuộc sống mình hài lòng, mình phải cảm thấy đủ, phải thấy thương nhau. Nghe xong lời chia sẻ của vị bác sĩ này, Trấn Thành vô cùng tâm đắc và không ngại chia sẻ câu chuyện của mình. Thưa các bạn, tôi với bà xã tôi rất hạnh phúc khi chúng tôi vẫn như thế này. Nhiều người cứ hỏi là tại sao Trấn Thành với Harry lấy nhau quá lâu rồi không có con. Thưa quý vị, mỗi người có nhu cầu có con mới vui. Có nhiều người, người ta cảm thấy có con mới vui, còn tụi tôi quá hạnh phúc rồi, tụi tôi còn không đủ thời gian để sống với nhau nữa. Chúng tôi không cảm thấy việc có con bây giờ là cần thiết. Quý vị có được con rồi, nếu quý vị thương nó thì ô không còn điều gì tốt hơn. Nhưng nếu quý vị sinh con ra, quý vị không có đủ sự hy sinh, thời gian để dạy dỗ nó nên người, thì điều đó có ý nghĩa gì? Theo đó, đã kết hôn 6 năm, nhưng Trấn Thành và Harry Won vẫn quyết định chưa có con. Cả hai cũng từng lên tiếng về điều này. Tuy nhiên, khán giả và công chúng lại luôn thắc mắc và mong chờ tin vui từ cặp đôi. Có lẽ mượn câu chuyện của bác sĩ hiếm muộn đem đến chương trình, Trấn Thành muốn khẳng định rằng anh và Harry Won vẫn hạnh phúc và cảm thấy việc có con bây giờ là chưa cần thiết. Đang nói, nam MC nhấn mạnh cho quan điểm của mình rằng nhu cầu hạnh phúc của mỗi người là khác nhau và anh cảm thấy mình và vợ thậm chí còn không đủ thời gian để bên nhau, chứ đừng nói đến chuyện chăm sóc và giáo dục con.